Thưa quý vị và các bạn, không thể tả hết niềm vui của giáo viên và các em học sinh huyện biên giới Kỳ Sơn khi được đón nhận những món quà mùa đông của thầy giáo, cô giáo và các bạn học sinh của thành phố Vinh. Những bộ quần áo ấm, chăn màn, giường tầng đã được chuyển đến tận tay học sinh của huyện biên giới xa xôi nhất của tỉnh. Mùa đông năm nay sẽ có hàng trăm học sinh của Kỳ Sơn không còn lo sợ trước cái rét cắt da cắt thịt ở miền sơn cước này. Sau gần một giờ loay hoay, lắp, tháo, rồi lại lắp, thầy và trò khu nội trú trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Cắn cũng đã hoàn thành xong những chiếc giường tầng đầu tiên. Già Bá Cử và các bạn của em đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi tận mắt nhìn thấy chiếc giường bằng sắt. Hơn thế nữa, từ hôm nay, Cử và nhiều học sinh nội trú sẽ được học và ngủ trên những chiếc giường mới, thay thế cho những tấm ván, những chiếc giường tạm bợ này. Trước đây thì chị chạy chiều vừa ngạch thì một đống thì cảm thấy lạnh và cũng khá bận ạ. Nhưng thì đấy thì có nhân được phòng giáo dục tặng một cái giường. Em chắc chắn cũng chỉ và cũng chỉ cái em mà có lẽ tất cả các bạn đội viên trong khu vực nhà trường này cũng rất vui và cũng mừng. Là trường học thuộc khu vực biên giới vùng sâu vùng xa của huyện Kỳ Sơn, 100% học sinh là người dân tộc ít người, trong đó có đến gần 300 trên tổng số 343 học sinh ở xa trường. Các em đang phải sinh sống trong những căn lều lụp xụp do gia đình dựng tạm. Năm 2012, ngân hàng BIDV đã hỗ trợ trường xây dựng một dãy nhà nội trú 2 tầng với 11 phòng. Tuy nhiên, do điều kiện gia đình của các em quá khó khăn, nên đến nay, học sinh nội trú nơi đây vẫn đang sử dụng những chiếc giường cũ. Thậm chí là trải chiếu, học và ngủ ngay trên sàn nhà. Điều này lý giải vì sao khi được nhận 8 chiếc giường tầng và 2 bình inox đựng nước sạch do Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Vinh trao tặng, cán bộ, giáo viên và học sinh của trường lại vui mừng đến vậy. Đối với cái món quà của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh tặng cho học sinh nhà trường hôm nay vô cùng ý nghĩa, bởi vì phương châm là hỗ trợ cho đồng bào khó khăn một phần nào, một miệng khi đói là bằng cả một gói khi nó. Dịp này không chỉ có học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Cắn mà rất nhiều trường học của huyện biên giới Kỳ Sơn cũng được nhận những món quà mùa đông ý nghĩa của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố. Hàng trăm chiếc áo ấm, chăn màn, 20 bộ giường tầng, hàng nghìn vở viết, đồ dùng học tập mầm non, trị giá hơn 100 triệu đồng do cán bộ, giáo viên và học sinh thành phố Vinh quyên góp, ủng hộ đã được chuyển đến tận tay các trường học vùng biên, vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Kỳ Sơn. Ngành giáo dục đào tạo thành phố Vinh đã vận động học sinh trong toàn ngành ủng hộ quyên góp Kỳ Sơn là tặng cho một số trường cái giường. Ở đấy cái giường ngủ học sinh nó được thiết kế theo kiểu giường tầng, 2 tầng, bởi vì cái diện tích phòng ở của học sinh nó rất chật hẹp mà số lượng học sinh ở rất đông. Do đó được trang bị cái giường này nó sẽ bổ trí được cái tối đa học sinh trong một cái phòng. Chúng tôi cho rằng đấy là một cái nội dung rất là thiết thực và có ý nghĩa đối với học sinh bán trú ở Kỳ Sơn. Có tận mắt chứng kiến niềm vui của những học trò vùng biên khi được nhận những món quà đầy ý nghĩa của giáo viên, học sinh thành phố Vinh, mới thấy giá trị của sự sẻ chia, đùm bọc, ý nghĩa đến thế nào. Mặc dù trong những năm gần đây, đã có rất nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân giúp đỡ học sinh nghèo miền núi, nhưng ở Kỳ Sơn và nhiều huyện miền Tây xứ Nghệ còn đó chồng chất những khó khăn, thiếu thốn. Như trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Cắn, dù đã có khu nội trú, mỗi phòng học rộng chưa đến 12 m²,
nhưng nhà trường phải bố trí 20 em sống chung. Thế nhưng vẫn không đủ chỗ. Hơn 90 em đang phải tá túc trong những căn lều dựng tạm ven các sườn núi. Vì vậy, học sinh vùng cao cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng để sưởi ấm cho các em khi mùa đông đến.